Xin chào cả nhà nha. Hôm nay em chuẩn bị đi ăn đám, còn mấy ngày nữa đi ăn đám, cho nên là uống giảm cân trước để mà vận đồ cho nó đẹp hơn. Với lại là sẵn uống rồi quay luôn cho mọi người thấy, để mọi người nói sao mà bán giảm cân người ngơ thấy uống. Tại vì mọi người biết sao không, cái số ký của em bây giờ nó hiện tại nó đã vừa rồi. Khi mà em mập lên á, bây giờ em không có còn mập ở bên đây nữa, không còn mập bên eo nữa, mà em chỉ mập lên là mập cái bụng thôi. Cho nên là bây giờ đây, uống 2 viên. Em ăn sáng không rồi, cho nên là bây giờ uống 2 viên để mà giữ dáng, giảm cũng khoảng tầm 1-2kg. Nếu mà uống 2 ngày liên tục có thể xuống là 2kg. Tại vì bây giờ cái cơ địa của em là cái cơ địa nó đã gọi là nó đã dễ giảm hơn lúc trước rồi. Cho nên là uống 2 viên ít nhất là xuống 1kg, còn không là xuống tới 2kg lận nha mọi người. Tại vì á, cái quá trình giảm cân á, em nói với mọi người nghe, cái thứ nhất là nó từng cơ địa. Nếu mà có cơ địa nào dễ giảm, cái cơ địa nào dễ giảm nha, thì cái quá trình giảm cân của ta sẽ rút ngắn lại. Ví dụ như bạn thừa 10kg thì trong vòng mà nếu mà cái cơ địa mình dễ giảm thì có thể là xuống 10kg trong vòng là 1 tháng, có thể là 1 tháng rưỡi hoặc là 2 tháng. Nhưng mà cái cơ địa khó giảm á, thì xuống 10kg á, là khoảng tầm 2 tháng. Tại vì em lúc trước em uống là em 2 tháng mà uống chỉ có 3 hộp thôi, tại lúc đó không có tiền. Là 2 tháng uống 3 hộp là em giảm xuống được 10kg nha mọi người, 10kg rưỡi luôn. Lý do là lúc đó em sanh xong rồi, sanh xong bé thứ 3 rồi. Là cái cơ địa em lúc đó là 76kg, có khi lên cao điểm mà tới 80 luôn. Nhưng mà uống rất nhiều loại, nhiều sản phẩm mà nó có ảnh hưởng tới giấc ngủ nữa, mất đi vệ sinh hoài, hoặc là mình đi cầu á, mình hay chóng mặt nữa. Cho nên á, là em ngưng, em không sử dụng nữa. Rồi sau này đi làm bị quở quá, cho nên là em mới sử dụng cái sản phẩm này. Sản phẩm này tìm hiểu cũng lâu lắm á, em tìm hiểu khoảng tầm 6 tháng á, là em mới sử dụng nó, là cái quyết định cuối cùng. Mà không ngờ quyết định cuối cùng nó lại là cái quyết định sáng suốt và sao. Và nó theo em tới bây giờ luôn. Giữ dáng, giảm cân, đẹp da nữa, chứ không phải là vừa giảm cân xong rồi mình không đẹp da. Tại vì nó có collagen đó nha mọi người. Cái thành phần này hoàn toàn là từ thiên nhiên hết, chỉ có thành phần collagen là cái gọi là tinh chế thôi, còn ngoài ra là từ lá cây hết ha, đẳng sâm, lá sen, bột nghệ, chè vàng ha, tinh dầu bưởi, chùm ngay, linh chi vàng, khổ qua, thì cuối cùng là collagen. Để mà bổ sung vô cái viên này khi mình uống á, giảm cân á, khi mình giảm cân thành công thì cái da của mình nó sẽ không xấu đi ha, lúc nào nó cũng đẹp hết, lúc nào nó cũng tươi trẻ hồng hào hết. Đẹp da phải đẹp dáng, nhất dáng nhì da mà mọi người, đúng không? Tại sao người ta nói nhất dáng nhì da? Bà xưa nói là nhất dáng nhì da, lý do là nếu mà cái da mình cho dù nó đẹp nhưng mà mình mập thì nó cũng sẽ gọi là mất một xíu cảm tình. Nhưng mà em nói mọi người nghe nè, mập không phải là một cái vấn đề xấu, không đâu có nhiều người ta mập lên ta đẹp. Nhưng mà mập nó có một cái tác dụng gọi là ảnh hưởng tới sức khỏe, chứ không phải là mập là tốt hoặc là không tốt. Tại vì á, cái quá trình em mập em biết, em ngồi không, em thở em cũng mệt, em ăn em cũng mệt, mà em không ăn em cũng mệt, nằm ngủ nó cũng mệt, đi thì tay chân nó nhức mỏi. Tại vì cái quá trình đó là em biết rồi. Nhưng mà mọi người biết sao không, cái mập đó nó ảnh hưởng tới rất là nhiều thứ. Thứ nhất là mỡ máu, mỡ máu thì nó ảnh hưởng tới cái mạch máu của mình ha, dễ bị đột quỵ, bị gan nè, mỡ máu gan nè, đó, mỡ nội tạng, nói chung là sẽ ảnh hưởng đồng bộ hết, chứ không phải là mập mà nó ảnh hưởng tới một cái dáng không đâu. Tại vì trong cơ thể mình á, mình không biết được. Tại vì hồi sau bác sĩ nên đi khám, nói tôi không ăn dầu mỡ mà tôi mập, mà tại sao tôi bị mỡ gan, mỡ máu này kia. Không phải, mập là do cái quá trình mình ăn uống mình nó tích lũy thành, chứ không phải là mình ăn nhiều dầu mỡ là nó mập. Tùy theo từng cơ địa, nhiều khi có nhiều người ta ăn chay thì sao ta mập đó, mọi người hiểu không? Mập ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới vóc dáng ha. Và nhất là nếu mà những người phụ nữ đẹp á, người ta sẽ không bao giờ để dáng mình xấu đó. Cho nên đẹp nó rất cần thiết, nhưng mà sức khỏe nó lại càng cần thiết hơn. Cho nên là nam hay nữ gì, nếu mà mình có nhu cầu làm đẹp giảm cân thì mình cứ tìm một cái sản phẩm nào đó mà mình tin tưởng và mình biết được người ta đã sử dụng rồi, mình qua quá trình theo dõi một thời gian dài thì chúng ta mới tin tưởng được. Chứ không bao giờ quảng cáo lên, em nói thiệt, quảng cáo thì đại trà rất là nhiều luôn nha mọi người. Trên, nói chung là trên thị trường, trên mạng xã hội rất là nhiều cái loại sản phẩm giảm cân
ha. Nhưng mà mọi người tìm hiểu kỹ thì mình ngồi mình theo dõi cái người đó một thời gian, xong rồi mình thấy người ta uống như thế nào, mình thấy hiệu quả như thế nào, ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào, nó tốt ra sao và nó xấu ra sao, thì mình hãy mua sử dụng. Với những cái trang mạng bây giờ mọi người á, tin á, thì em nói chung là thấy người ta quảng cáo quá hấp dẫn, quảng cáo quá tốt, thì mọi người nói chung là đập vào mắt, gọi là cái thẩm mỹ đó, thấy người đẹp, dáng đẹp, bán sản phẩm này chắc chắn được. Nhưng mà mọi người phải tìm hiểu kỹ cái sản phẩm đó giùm em. Ví dụ như cái trang đó nó chỉ có 1-2 bài đăng về một cái sản phẩm đó thôi, thì những cái trang đó mà một thời gian dài nó cũng chỉ có 1-2 bài như thế, thì mọi người nên tìm hiểu lại. Còn một cái trang mà mọi người cứ thấy người ta đăng mà không còn xuyên suốt, nhưng mà người ta vẫn có bài đăng ha, thì mình theo dõi cái trang đó để coi cái người đó như thế nào, rồi lúc trước xấu như sao, sau này đẹp như thế nào. Cho nên là mọi người cứ theo dõi, mọi người thích cái sản phẩm nào thì tìm đến sản phẩm đó, chứ không phải là riêng mình sản phẩm bên em. Nhưng mà mua bên em thì cái đó gọi là trên thị trường á, trên thị trường em nói với mọi người á là có rất có nhiều loại sản phẩm giảm cân, bây giờ nó đại trà dữ lắm. Nhưng mà nếu mình trải qua một thời gian lâu dài, mình tìm hiểu nó xong rồi thì mình quyết định mình sử dụng, thì gọi là cũng không tới nỗi nào. Nhưng mà tìm đúng một cái sản phẩm mà có nguồn gốc á, có một cái nguồn gốc mà gọi là để mình tin tưởng á, tức là người ta đã sử dụng qua rồi á, thì mình có thể là mình tham khảo, mình sử dụng, chứ không phải là bỏ tiền ra xong rồi tiền mất tật mang. Như mọi người, mập là một cái bệnh lý, em nói thật, mập là có bệnh lý. Nhưng mà nếu mình bỏ tiền ra mình uống không hiệu quả, quay trở lại đổ bệnh đủ thứ hết. Giống như là nếu mà cái loại sản phẩm nào mình uống vô nó bị tiêu chảy ha, nó bị tiêu chảy, chóng mặt, buồn nôn, mất ói, thì ảnh hưởng tới sức khỏe rất là lớn, sa sút tinh thần luôn, khỏi làm việc gì luôn. Còn như em á, là cái công việc của em là công việc nặng, một ngày có thể là xuống cả tấn hàng. Nhưng mà tại sao vì sức khỏe của em nó còn tốt như thế này? Để tại mọi người biết sao không, cái sản phẩm này không ảnh hưởng tới sức khỏe, tại vì trong khi cho con bú sữa mẹ em đã sử dụng rồi, không ảnh hưởng tới em bé, không ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ. Mà bây giờ công việc của em thì vẫn ổn định, đi làm ngày vẫn bình thường. Mọi người cũng biết những cái video em lên xe máy hoặc là lên hàng nặng đồ này kia, thì nếu mà một cái loại sản phẩm nào mà nó có ảnh hưởng tới sức khỏe thì nó có đảm bảo được công việc của em không? Không, không có. Cho nên tin tưởng sử dụng cái sản phẩm này để mà mang lại một cái sức khỏe, một cái vóc dáng đẹp ha, để mà mọi người xa những cái bệnh lý về tim mạch nè, mỡ máu này kia, nó ảnh hưởng tới đột quỵ rất là nhiều. Cho nên là mọi người khi mà sử dụng một cái sản phẩm nào đó thì mình phải tìm hiểu kỹ, chứ không phải giống như em là một người mẫu. Em không phải là một người mẫu nha, em chỉ là một người bình thường thôi. Mọi người nhìn thấy em là một người bình thường, nhưng mà để sẵn giới thiệu cái sản phẩm đến tay mọi người thì mọi người khó tin tưởng hơn những người nổi tiếng. Nhưng mà với bằng cái tâm, với cái tâm bán cho mọi người, cho nên là em cứ ra video em giới thiệu, ai có tin tưởng ủng hộ á thì cứ inbox cho em, sẵn sàng lúc nào em cũng trả lời mọi người hết, mua hay không mua như thì không quan trọng đâu, quan trọng là mọi người có quan tâm tới là em cảm ơn rồi ha. Còn cái sản phẩm mà mọi người mua ở đâu cũng không có quan trọng, chỉ quan trọng là mọi người khỏe đẹp là ok rồi. Tại vì nếu mà mình có một cái bí quyết nào mình chia sẻ rồi mình cảm thấy mình nhẹ lòng và mọi người đẹp theo thì mình cảm thấy mình tự hào, mình vui hơn cái người mà đẹp nữa. Cho nên là em lúc nào em cũng sẵn sàng đáp ứng cái nhu cầu tư vấn miễn phí. Cho nên là mọi người cứ liên hệ với em ha, em sẽ tư vấn cho mọi người nha. Còn sử dụng như thế nào thì nếu mà mọi người quan tâm thì cứ nhắn tin cho em nha. Chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày đầu tuần thật là vui vẻ, nhiều sức khỏe, hạnh phúc nha.